Hello mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Em Thương Gỗ Quý. Thì buổi sáng hôm nay Em Thương xin phép được review cho mọi người một lô cẩm canh. Lô cẩm canh này là 82 kg. Đấy, cho mọi người xem này. Mà toàn hàng rục luôn mọi người ạ. Toàn hàng rục luôn nhá. Nói chung là vân veo thì rất là ok ạ. Đấy, hàng thì đông đặc. Có cây thì nó chỉ nứt răm tí thôi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 khúc ạ. 19 khúc này thì được 82 kg các bác nhé, 82 kg. Kích thước thì đường kính là từ 7 trở lên đến 12. Đấy. Dài từ 45, 50, 65, 70 và 1 mét hơn 1 mét. Nói chung từ 45 đổ lên đến mét hơn mét. Hàng này thì các bác có thể làm bất cứ một cái gì cũng đều được hết. Cái giá thì rất là rẻ luôn cho mọi người nhé. Giá rẻ luôn cho mọi người, thiện chí ạ. Đây mọi người nhìn này. Đấy, hàng rục. Rục rác. Đấy. Đây các bác thấy không ạ? Hàng vân veo thì cũng rất là ok luôn ạ. Đấy, có một cây đây là bị lùng đây. Đấy. Cái đây mọi người tiện lọ tăm, tiện ống đựng bút hay là xẻ đóng đồ hay là lồng chim hay là bất cứ một cái thứ gì ạ. Nói chung là đều vào việc hết anh chị các bạn ấy. Đều vào việc hết. Vì nó đặc. Đấy, nó đặc, nó rục rác rồi. Thì cái gì cũng có thể làm được. Nhỏ thì mình làm hàng nhỏ, mà bé thì to thì mình làm hàng to. Dạ vâng, anh chị các bạn nào mà thiện chí thì cứ liên hệ cho em số điện thoại 0338 918 991 nhá. Giá thì rất là ok luôn này mọi người ạ. Đấy, giá thì em nói rồi là rẻ. Bác nào thiện chí cứ liên hệ cho em, giá rẻ. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Em Thương nhé, để Em Thương lên nhiều mặt hàng ngủ.